Cái Giữa bịt. rất nhiều tiền về vèo to thì chọn cái gì ạ? Mũ mũ. Giữa rất nhiều tiền và vếu to thì chọn cái gì ạ? Từ nhiều tiền thì vếu có thể to, nhưng mà nó đéo thật. Và từ vếu to thì lại làm được ra tiền. Anh chọn vếu to. Xong đó các bạn có một câu chuyện như này. Thế đến đấy, theo là mẹ mình. Thế đéo đâu, cái cuộc sống của mình trong số những cái thiếu may mắn nhất trong cái cuộc đời này, nó chính là đến Sài Gòn đầu tiên, và người đầu tiên gặp chính là thằng Giao Hoàng Phi Vũ. Ôi đi mà thằng thiểu số đấy đéo được rồi các bạn. Thế là đi ăn uống với nó xong, các bạn hiểu không? Thế là câu chuyện tôi mới trình bày cho thằng Giao Hoàng Phi Vũ là như thế này. Bảo bây giờ là muộn vãi đái rồi, tao muốn được nghỉ để ngày mai tao đi làm. Thế nên là mày phải đèo tao đi tìm khách sạn để tao ở, bởi lúc này nó là 10 giờ tối rồi các bạn hiểu không? Chúng là ăn uống, anh em ăn xong uống xong rồi tôi, nó bảo là bây giờ sang nhà em cái thứ ở, mấy thằng em bảo sang nhà em cũng được, nhưng mà tôi bảo là thôi, thế đi lại bị ở xa quá, mà sáng ngày mai thì anh lại cần phải dậy sớm. Thế là tôi làm cái sự kiện đấy là ở cái nhà thi đấu Hồ Xuân Hương ở trong cái thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Nói chung đường phố ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì mình không biết nhiều lắm, nhưng mà trong cái đoạn đầu lúc đấy đi tìm khách sạn nhà nghỉ, các bạn phải hiểu là cái lúc đầu trước là tôi cũng hiểu đi tìm khách sạn nhà nghỉ các thứ để xem có cái chỗ nào ở gần gần hay là mới mới để mình thử trải nghiệm đấy. Thì có mẹ mình đi hỏi vãi cả lìn cái chỗ, thì cả có mấy cái chỗ mà nó như trông bị thế giới quá vãi luôn, có những cái chỗ trông a đuổi vãi luôn, vào hỏi như kiểu thế cả các bạn. Cái lúc kiểu ở trong Sài Gòn ấy, nhìn tôi chắc đéo được nghĩ là người Việt Nam đâu, vào trước cần nhìn để hỏi cái lô thì cảm thấy chỉ tí giờ đi mẹ mày 6 ngón tay kiểu 6 lốp một đêm đấy các bạn, không phải đâu em là người Việt chị ơi, 6 cái lồn nó đau đầu với lồn các bạn, đi mẹ toàn cú lừa. Thì là lúc này tôi mới chợt nhớ ra là lần trước mình đi vào Sài Gòn có một cái con phố đéo nào mà có hay có nhà nghỉ nhỉ, là Lê Hồng Phong. À chuẩn con mẹ luôn rồi. Thế là lúc này tôi mới bảo thằng Giao Hoàng Phi Vũ là đèo tôi ra chỗ Lê Hồng Phong đấy, bởi vì lần trước anh thuê một cái nhà anh thuê một cái khách sạn ở đấy ok vãi lồn, cái lắm nó thế giới vãi lồn, mà là còn đẹp nữa các bạn hiểu không, là còn khách sạn tử tế không phải là khách sạn theo kiểu là đấy. Thế là các bạn để yên nhá, để đây giờ nó mới bắt đầu đến cái đoạn quan trọng ở trong cái câu chuyện của tôi này. Thì cái đoạn Lê Hồng Phong đấy nó là một cái đoạn có rất nhiều khách sạn đó, điều đầu tiên là như vậy. Thế là từ từ hút được thuốc rồi đó. Thế sao các bạn biết là ở đấy cái khu của tôi nó có một cái khách sạn lần trước tôi ở đấy, nó là cái tên cái khách sạn, nó cái khách sạn Friday, khách sạn thứ sáu các bạn hiểu không? Thì lần trước ở đây nói chung giá rất ngon và ok, ở phòng như kiểu khách sạn 5 sao con mẹ luôn, cả là thế giới vãi lộn luôn. Thế nên là cũng rất là kết, thế là mới bảo Giao Hoàng Phi Vũ là đèo tôi ra chỗ khách sạn đấy để đặt phòng ok. Thế là xong đi, hai anh em đi ra đi cái khách sạn đấy rồi. Thế là xong bắt đầu, các bạn hiểu là bắt đầu này là đi vào trong khách sạn Friday để hỏi phòng, thì thế đéo nó đen quá hết phòng. Ơ chết đít mà đéo được rồi. Thế ra là nguyên ở trong một cái phố ấy có rất là nhiều những cái khách sạn đấy. Thì các bạn phải hiểu là bên cạnh khách sạn Friday kia có một cái khách sạn khác, nó tên là khách sạn An Hội. À thôi mà ngồi nghĩ ở trong đầu, để mẹ trông cái khách sạn ở bên cạnh thì nó cũng có vẻ là nó bị cùi hơn, các bạn công nhận không? Nhưng bây giờ đêm rồi, mình chỉ cần chỗ để mình nghỉ thôi, mà sáng sớm ngày mai 9 giờ bắt đầu sự kiện. Chứ bây giờ thì mẹ mày chảnh chó rồi ngồi đi, mẹ mày hạnh hoẹ đến bao giờ mới tìm một phòng khách sạn tốt ra sang phòng bên kia tìm một cái khách sạn. Chứ các bạn phải hiểu ấy, khách sạn thì nó có nhiều cái mô típ lắm. Khi mà nhắc đến con phố phêu Lê Hồng Phong đấy, nó là một cái con phố nhiều khách sạn, tôi hình dung luôn đấy nó đéo phải là một con phố du lịch, mà tức là nó là một con phố đá phò, dễ hiểu vãi luôn, các bạn hiểu đúng không? À nó là một con phố đá phò. Cái khách sạn Friday mà nó bị hết phòng của tôi nói ấy, tình cờ nó là một cái khách sạn điêu, phải là khách sạn đá phò ở trong đấy, nó là một cái khách sạn để cho người ở thật, thế nên nó xịn vãi lồn đấy. Thế nhưng hết phòng mất rồi, mới sang cái khách sạn bên cạnh thì được cái như thế nào, sang cái khách sạn bên cạnh vừa vào phát có mấy ông nhỏ ấy ngồi cạnh ở ở ở nhiều lễ tân, tôi vừa bước vào luôn giáo chủ xong trò chơi kết thúc đúng không các bạn? Nghe câu đấy bắt trò chơi kết thúc luôn đúng không? Ok nhá. Đấy, sau khi tôi nghe câu giáo chủ bảo định hình luôn. À, mấy anh em biết mình rồi. Bảo đây rồi, mấy anh em biết mình rồi. Là bắt đầu nói chuyện nhá. Các bạn hiểu ấy, kiểu các bạn thế, kiểu mấy 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 ông bạn, mấy ông nhỏ ấy, tỏ ra quý tôi đến mức
là như thế này. Khi bắt đầu như thế rồi, biết là giáo chủ rồi, thì là bắt đầu tôi mới nói là ui mấy anh em cũng biết tớ à, buổi đêm hôm tớ vừa mới đến thành phố Hồ Chí Minh Long chuẩn bị có mấy việc ở đây, thế là buổi tớ bây giờ tớ mới bắt đầu đi khách tớ tớ mới bắt đầu đi tìm khách sạn cho tớ hỏi còn phòng không đấy. Thế là xong, có một anh em ngồi trong đấy rằng biết tôi nói, nghe tôi nói thế rồi bắt đầu mới bảo kiểu tức là cái đại ý của người ta như thế này nhá, tại vì nhá, tức là người ta rất hay, người ta tốt, nên là cái đại ý của người ta là như này này. Ủa, kiểu như là ủa anh này, anh có sự kiện ở đây à, để anh phải ở để có gì ngày mai à, cậu cũng đi sự kiện cái thứ, là tức là kiểu đại ý người ta hỏi là khách sạn để ở đúng không, sao anh không sang cái khách sạn bên cạnh mà thuê, ở bên ấy tiện nghi lắm đấy. Đấy, người ta nói như thế luôn. Bên em nhiều cái vẫn chưa được tiện nghi, thang máy vẫn còn đang sửa, thì nó cũng không được như ở bên kia đâu. Tức là đại ý của người ta ấy, là khi người ta nói thế, các bạn hiểu đại ý của người ta như thế này này. À, anh để ở cái gì, anh sang con mẹ khách sạn bên cạnh mà ở cho sướng. Còn cái khách sạn của bọn em đây này là để cho nó địt nhau trăm tám một tiếng, thì anh đéo địt ai, thì anh sang con mẹ bên cạnh mà ở cho nó sướng. À, cái ý của người ta nó là như thế. Thì là lúc ấy tôi mới phải trình bày luôn. Tôi mới bảo là lúc ấy tôi mới phải trình bày luôn, tôi mới bảo là à không, anh sang bên kia anh hỏi rồi nhưng mà người ta hết phòng. Đấy, các bạn hiểu không? Thế là sau bắt đầu sau sau bắt đầu người ta mới hỏi là anh sang bên kia anh hỏi rồi nhưng mà người ta hết phòng, thế là anh mới phải sang đây để anh hỏi, lần trước anh ở bên kia rồi mà. Nhưng mà anh lần trước anh lại ở bên kia, anh không ở đây mà thôi, anh làm cái phòng nhanh, có gì mà anh ở đây khoảng thứ hai, còn mai còn đi sự kiện. Ok, anh nói thế rồi thì thôi. Sao bắt đầu người ta bắt đầu lấy cái khóa phòng ra các bạn, người ta lấy cái khóa phòng này, tức là kiểu các bạn phải hình dung cái thái độ của người ta lúc đấy nhá, khi xong cái cuộc giao tiếp rồi ấy, tức là khi nghe tôi nói xong đấy rồi, chốt được cái quan điểm của nhau rồi, à ông này cần phòng để ngủ để ở các thứ, cũng ăn nói như thế rồi, cảm giác kiểu open mãi luôn rồi đúng không, các kiểu thoải mái luôn, feel free mãi luôn. Lấy chìa khóa, à lấy chìa khóa này, bắt đầu lấy chìa khóa và định đưa cho tôi, định đưa cho tôi thì bỗng nhận ra ở phía đằng sau tôi nó là thằng Giao Hoàng Phi Vũ, là cái thằng đèo tôi ấy các bạn. Thế là sau khi người ta ấy cầm cái chìa khóa lên nhảy được, người ta nhìn thằng Giao Hoàng Phi Vũ rồi, chắc chắn nó có một cái gì đấy ở trong cái ánh mắt của cái người đàn ông đấy, kiểu như là đéo ổn ấy các bạn. Anh ở hai người à? Lúc ấy kiểu ấy, các bạn hiểu ấy, lúc 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 đấy kiểu, tại vì đến tôi còn đéo nhận biết được cái sự xuất hiện của thằng Giao Hoàng Phi Vũ ở đằng sau. Lúc đấy người ta, lúc cái con mẹ, hai người à anh? Lúc kiểu mình bị cái lồn đấy nhỉ? Thế xong thật ra cái lúc đấy, lúc đồng người ta nhỉ, hai người à anh, mắt người ta nhìn mình rồi, lúc ấy mình bị cấn, người ta đánh mắt vào phía đằng sau mình, tức là kiểu đằng sau ấy. Không, một người, một tôi dứt khoát mãi lồn, một người. Mày về mày đứng đây làm lồn vậy? À thế à, em định đứng đây anh xong phòng thì em về. Về, đi, ủa, thế xong như thế rồi, người ta, mà các bạn phải hiểu ấy, giọng lúc tôi bình thường nói chuyện nó đang nhả nhớt mãi lồn ấy, tình cảm các thứ, xong nghe đến một câu ở đây, khi nghe người ta nói thế rồi, giọng tôi kiểu đổi giọng với rồi, một người, tức là kiểu nghe nó vừa sắc, nó vừa khẳng khái, nó vừa khẳng định, nó không có tính chất cợt nhả trong câu nói nữa, một người. À ok anh, khóa phòng của anh đây, thế là xong câu chuyện. Sợ vãi cả lồn, thề với cả các bạn, đéo thể nào mà tin được ạ. Mà thề cái ánh mắt lúc đấy của người ta ấy, hai người à anh, úc kiểu hỏi cũng khéo đấy, hai nào nhở, đi con mẹ cho hai nào nhở, mình cũng hiểu khách sạn này là người ta cũng ô, đi con mẹ hai đéo đâu nhở, gặp mẹ ông Giao Hoàng Phi Vũ đứng đằng sau luôn, một ông đàn ông mà trông lại còn trẻ con nữa, nhìn mình lại còn bệnh hoạn, giáo chủ trông giống ấu dâm vãi lồn đâu, đéo thể tin được các bạn à, nhu đi con mẹ mày đéo thì nó mà có thể tin nổi luôn đấy. Ôi, đấy là các bạn phải hiểu là đấy, đấy nó mới chỉ là kết thúc cái ngày đầu tiên của tôi ở đấy thôi nhá. Ok chưa? Thì kể cho các bạn một câu chuyện là như này, lại vẫn về một cái câu chuyện làm việc. Tôi thì không phải là người hỏi nhiều, chỉ đơn giản là phải làm gì, ở đâu, làm cái gì, bao tiền, nhanh lắm, cả phải clear với nhau được ok đúng không? Trước khi nhận cái này các bạn hiểu, nói chung mình hiểu đơn giản là một cái sự kiện.
một cái sự kiện game, xong bắt đầu đến cái lúc là đến đấy rồi hỏi trước là cái lúc trước cái hôm sự kiện ấy cũng đã đều phải đến đấy, xong rồi là xem qua sân khấu các thứ, xong rồi nói chuyện các thứ như nào, rồi các bạn tiết lộ cho mình thêm một số thông tin. Đây là sự kiện liên quan đến cosplay à? Thế à, ok, không biết gì đâu, có game liên quan đến tôi là được. Thế là ngày hôm sau đến sự kiện, đầu tiên là gặp mấy cái bạn kiểu Imhotep này, người quấn băng các thứ trên người này, đấy, quấn hết cả băng các thứ trên người này, rồi mấy bạn con trai mặc quần áo con gái này, rồi kiểu có mấy bạn kiểu Pikachu, rồi có mấy bạn kiểu mẹ Son Goku này, kiểu vãi lộn luôn này. Thế xong bắt đầu uầy, mọi người đấy, mọi người cảm giác kiểu thế giới nhá, mọi người sự kiện mà mọi người cảm giác kiểu mọi người mẹ ăn mặc đẹp nhở, mọi người cảm giác kiểu vãi đái nhá, rồi thấp thoáng rồi trên sân khấu thấy kiểu mấy bạn nữ cũng mặc, đéo biết tên nhân vật, chỉ biết là mấy các bạn mặc đồ nữ sinh thôi. Nói bạn là người Nhật luôn, đứng ở trên sân khấu. Cái gì hỏi Oni-chan là con mẹ rồi, đéo phải rồi. Oni-chan, Oni-chan, Oni-chan. Cái quan trọng hơn hết là mọi người ở dưới cùng đồng thanh Ngủ mai đi làm kiếm tiền Oni-chan, về donate tiếp mặt Oni-chan. cười chúc Ui Astim vui vẻ đồ dạo này ngon quá mà. chết giờ, thề với các bạn. Thế là đấy. Ui, cảm ơn Phạm Mạnh nha. Ngủ mai đi kiếm tiền về donate tiếp. Cảm ơn em nha. Chúc em ngủ ngon. Thế là đây, ok. Nói với các bạn biết chương trình Onichan này xong rồi. Thế là tôi xong rồi. Đây là sự kiện kiểu của các bạn Weibo rồi. Các bạn là phải cosplay các thứ một tí thôi. Nói chung là ngày hôm đầu tiên nhìn thì ra được ảnh là có mấy bạn kiểu hơi như Lan Chu thì đây, hơi cosplay thì đây, hơi kiểu mẹ một cô gái đến kiểu là kiểu tức là Thế lại talk show hử a ra. ui, cảm ơn Chiến Bún Gaming nhé, đang ngồi trò chuyện bốc phét với cả anh em một tí đấy. Nhà ngày đầu tiên là vẫn sẽ thấy những cái chương trình ở đây, những cái chương trình cũng rất là bình thường nhá, đó là kiểu có một số bạn ở đây thì cosplay là giống đeo game ghét các thứ, là mấy bạn nam mặc quần áo quân đội kiểu dạng PUBG, ok cộng một nha. Mấy bạn nữ cosplay theo game Liên Quân Mobile, Liên Minh Huyền Thoại, ok tiếp. Sau đó mấy đến mấy bạn hardcore hơn là mấy bạn nữ, tiếp theo là mấy bạn nữ cosplay mấy cái nhân vật mà các bạn có biết đi con mẹ của cái nhân vật nữ lồn gì ở trong Weibo mà có hai cái bím tóc dài vãi con cặc Sự màu kiện đen, 5 ngày xong mà đít óp cụ hơn nhà nó 1 còn tuần, cầm, cú nó mặc lừa cả cái vãi tạp dề, lòn. những đít cụ nhà nó hình như nó còn cầm cả cái kiếm ấy các bạn, đéo biết có để tên là cái lồn gì cả. Là bắt đầu đấy đến gặp một số bạn hardcore hơn là cosplay quả đấy thôi, xong có quả còn có cả cái băng ở mắt này này, là đến là mấy bạn nữ hardcore là bắt đầu đến cái đoạn đấy rồi đấy. Sau bắt đầu là đấy là sau cái ngày đầu tiên kiểu rào rào cái như thế rồi. Hôm sau lên là có những cái chương trình coi như là hôm sau đến là có quả như này, ví dụ như kiểu là có một quả kiểu ví dụ như kiểu là tôi đang ở sự kiện chẳng hạn, lúc ấy chỗ kiểu mẹ mình việc mình thì mình làm thôi này. Thế sau có một bạn này tóc vàng, cũng biết là tóc giả thôi nhưng mà tóc kiểu đéo biết, tóc vàng thôi các bạn, công chúa ấy, cảm giác vãi lồn vãi lồn vãi xòe vãi cặc luôn, xanh đỏ tím vàng hồng tím, hóa ra được một cái nhân vật đầu bùi gì đó trong chuyện chuyện cũng dễ thương các bạn hiểu không, cũng kiểu cosplay và nhân vật cũng kiểu đi mẹ mình rất là cosplay cả tính cách luôn, thấy chạy ở đây là chân cũng phải cong cong, tay cũng phải như này này các bạn, hay các bạn ấy vẫy mình như này này kiểu đi đây rồi. Nào, có bạn nữ cosplay ra xin chụp ảnh này, thế xong bạn ý Đã lâu không gặp người anh thế xong em tôi mới thắc nhớ mắc vết là ui chứ đùa ta ca ca. ui cảm ơn Kakashi nhá, thế xong lúc này tôi mới thắc mắc vậy luôn, sao bạn không nói gì nhỉ, vậy 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 luôn đéo hiểu kiểu lồn gì cả. Xong bảo lúc ấy mình bảo kia ngại ngùng gì em xin chụp, à, chụp ảnh thì chụp nhanh thôi chứ có cái vấn đề gì đâu, anh thoải mái mà. Vâng anh ơi, chụp cái ảnh đi. Khoảng 5 bạn như thế, con mẹ em luôn. Ô, con mẹ mày kề vãi luôn. Ok luôn, chụp luôn. Đéo tên được.
Và tôi nhận ra thì thật ra là có phải khoảng độ tầm đến nửa cái hội chợ nó đều là như thế. Chứ không phải là một bạn, hay là năm bạn, hay là 10 bạn nữa. Cho anh em mũ mũ Mà phải sở là một chim nửa vui cái vẻ hội chợ. nhé a. Một nửa cái hội chợ phải như thế luôn. Chứ không phải thế với các bạn ở đây là chương trình là một người, hai người, ba người. Nguyên nửa cái hội chợ luôn.